Nhân là yếu tố con người, là yếu tố nhân lực, yếu tố đội ngũ. Con người phù hợp là yếu tố quan trọng nhất. Con người phù hợp là tài sản. Con người không phù hợp là phá sản. Rất nhiều nơi người ta ghi là con người là yếu tố quan trọng nhất. Chưa chuẩn đâu. Phải là con người phù hợp mới là quan trọng nhất. Còn con người không phù hợp là phá sản nha. Chúng ta kiểm chứng ngay trong tình yêu hôn nhân đi. Các bạn yêu nhau rồi các bạn lấy nhau mà thực sự các bạn phù hợp thì hôn nhân nó hạnh phúc. Còn các bạn không phù hợp là về một thời gian là đánh nhau, chửi nhau rồi ly hôn. Như vậy là không phù hợp nó trở thành phá sản những gì nữa, chứ tài sản chỗ nào nha. Nên con người phù hợp mới là tài sản. Còn con người không phù hợp là phá sản. Cái này phải ghim vào trong đầu để sau này đào tạo và tuyển dụng cho nó chuẩn. Ở Việt Nam có một vị tướng rất nổi tiếng, đó là ông Trần Hưng Đạo. Vô cùng nổi tiếng, một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất thế giới đấy. Thì ông Trần Hưng Đạo có hai cái câu nói rất nổi tiếng này. Câu thứ nhất: quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông. Cách ông ta sử dụng nhân lực như thế nào mà tại sao ông ta may mắn thế? Ông ta 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông đều thành công. May mắn nó hội tụ về, tại sao? Cách ông ta dụng binh đấy: quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông. Vậy 5 người mà cực kỳ tinh nhuệ, 5 người mà làm cực kỳ kỳ tốt, phối hợp cực kỳ ăn ý, các bạn làm được không? Và muốn tinh nhuệ thì theo các bạn nó phải tinh nhuệ từ lính hay tinh nhuệ từ tướng? Một cái phòng kinh doanh có 20 người, nó phải điêu luyện từ nhân viên kinh doanh kém nhất hay bản chất nó phải điêu luyện từ ông trưởng phòng kinh doanh? Nhất tinh nhuệ phải từ ông trưởng phòng kinh doanh. Ông ta phải dày dặn nhất, ông ta phải mạnh mẽ, ông ta phải sâu sắc thì ông ta mới truyền được cho đàn em đi sau, thì đội ngũ nó mới mạnh được. Nên cái câu của ông Trần Hưng Đạo này: quân quý ở tinh nhuệ, không quý ở số đông, chúng ta cũng có thể bổ sung vào nha. Là tướng cũng thế, tướng phải tinh nhuệ trước rồi quân nó mới tinh nhuệ. Sếp phải tinh nhuệ trước rồi nhân viên nó mới tinh nhuệ. Sếp mà chưa có tinh nhuệ, sếp chưa có thiện chiến mà đòi lính nó giỏi, quên đi. Rồi câu số 2 này: lấy đoàn binh để thắng trường trận. Lấy những cái binh ngắn, đoàn binh là những cái binh ngắn, những cái binh đặc biệt, những cái binh khí đặc biệt hoặc là những cái lính đặc biệt để thắng một cái trận chiến dài. Trường trận là thắng một cái trận chiến dài. Ở đây nếu mà nói theo ngôn ngữ kinh doanh là gì? Đi vào thị trường ngách. Nick đấy. Đi vào thị trường ngách. Chúng ta có được những cái tuyệt chiêu, có được những cái đội tinh nhuệ để đánh vào cái thị trường ngách không? Chúng ta khai phá cái thị trường ngách đó một thời gian thì nó mở ra cái trường trận, nó mới đi đường dài được. Còn ban đầu muốn có chỗ đứng thì phải đánh vào thị trường ngách. Mình có tìm được đâu là thị trường ngách và mình có tìm được những cái đoàn binh đủ thiện chiến không? Mặc dù đánh thì rất ngắn nhưng mà nó lại khai phá được để nó nuôi một cái đường dài cho chúng ta đi. Lấy đoàn binh để thắng trường trận, có không? Có những đội ngũ thực sự tinh nhuệ như thế chưa? Để mà công phá vào những thị trường ngách chưa? Để rồi chiến thắng trong những thị trường ngách đó, nó mới mở ra một cái trận chiến mới, rộng lớn hơn, bền bỉ hơn và lâu dài hơn. Chúng ta tự xem lại nha, xem chính chúng ta làm được chưa. Nếu chưa làm được, tức là không đạt được nhân hòa, hoặc làm được một phần thì coi như nhân hòa được một phần. Thiên thời địa lợi thì nhân hòa. Trong nhân hòa thì tôi cũng chia thành hai cái ý. Ý đầu tiên đó là chọn đúng tướng, chọn đúng lính và chọn đúng tướng để rồi đào tạo. Và cái mảng thứ hai, đối với các người nào mà làm sếp, đối với người nào làm tướng này, phải có một cái đạo lý đúng. Cái ngọn cờ đạo lý nó phải đúng, cộng với phương pháp nó phải đúng, kỹ năng nó phải đúng, thì chúng ta mới triển khai được. Như vậy đứng ở dưới góc độ, nếu chúng ta làm chủ, nếu chúng ta làm người cấp quản lý, cấp điều hành, thì chúng ta mới thấy mỗi một con người của chúng ta có 4 cái tầng nhận thức. Có 4 cái tầng nhận thức nha. Tầng nhận thức thứ nhất
là tầng nhận thức đạo lý. Đây các bạn nhìn, nhìn thấy không, thấy chữ đạo lý không? Đây là tầng nhận thức đạo lý. Sau khi có cái tầng nhận thức đạo lý thì nó mới xuống thấp hơn một chút là cái tầng nhận thức đạo đức. Thấp hơn đạo đức một chút nó sẽ là cái tầng nhận thức pháp luật. Và thấp hơn một chút nó sinh ra luật rừng. Vậy các bạn mang cái doanh nghiệp của mình, mang cái tổ chức của mình, hoặc là mang chính bản thân mình ứng với cái tầng nhận thức nào? Các bạn muốn định hướng nó đi theo cái tầng nhận thức nào? Tầng nhận thức luật rừng, tham nhũng hối lộ kệ, miễn làm sao kiếm được tiền, ăn xổi, không có bền vững. Thì cái đó, đây là làm theo kiểu luật rừng. Luật rừng thì rủi ro rất cao, đúng không? Chúng ta nâng cao lên một chút là chúng ta làm theo pháp luật, quy định. Tức là phải có quy định thì tôi làm theo, không có quy định thì tôi vẫn làm theo luật rừng. Nâng tầm một chút nữa là làm theo đạo đức, tức là làm theo lương tâm của chúng ta. Chúng ta thấy cái điều này không tốt thì chúng ta không làm, đơn giản vậy thôi. Chúng ta thấy cái điều này gây hại cho mọi người, lợi cho mình mà gây hại cho mọi người là say no, không làm. Dù có thể mang lại hàng chục tỷ cho doanh nghiệp của mình, nhưng cái dân, cái vùng đó nó bị gây hại. Ví dụ như chúng ta trúng thầu một cái khai thác rừng, chúng ta phá hết mấy trăm hecta đó, chúng ta bỏ túi mấy trăm tỷ, cả ngàn tỷ. Rồi chúng ta trồng lại bạch đàn, cái rừng cây hàng trăm năm thì mình phá hết, bây giờ mình trồng lại cái cây bạch đàn để vài năm nó lên được vài mét, mà chúng ta gọi đó là rừng thì đúng là ngây thơ. Để một ngày đẹp trời bão nó về, lũ nó về, hàng trăm hecta rừng nó đã không còn nữa, nên nó không giữ được nước, nó không ngăn được bão, thì lũ lụt nó tràn về. Thì hàng nghìn, hàng trăm, hàng nghìn hộ dân khu vực đó là coi chừng tiêu tùng hết. Như vậy vì lợi ích của mình mà vô tình gây hại cho thiên nhiên, gây hại cho mọi người, có nên làm không? Đấy, thì cái này là nền tảng của lương tâm, nền tảng của đạo đức. Còn nếu cái hệ quy chiếu của các bạn theo đạo lý nữa thì rất tuyệt vời. Tức là các bạn trở thành một con người sống đơn giản và biết đủ, có cái sự hiểu biết sâu sắc về cuộc đời, biết sống theo cái chiều sâu của tâm thức, chứ không phải là hời hợt ở những cái thứ bên ngoài, không phải hời hợt ở những thứ thành công bên ngoài. Thì cái nền tảng đạo lý này rất khó. Nền tảng đạo lý nó thông thường nó đến từ từ các bậc thánh nhân dạy lại, chứ những người thành công không dạy được. Những người thành công họ chỉ dạy cho chúng ta, một là đạo đức. Những người thành công mà tốt nhé, thì họ dạy cho chúng ta bằng đạo đức, chiến thắng bằng những cái lương tâm nghề nghiệp, vừa giỏi mà vừa có lương tâm nghề nghiệp. Còn một số người thì hướng dẫn chúng ta làm theo luật pháp, còn một số người thì chỉ cho chúng ta một số chiêu lách luật. Tức là những người thành công á, là họ áp dụng cả đạo đức, pháp luật và luật rừng, tùy vào cái nhân cách của họ đủ sâu hay cạn. Còn những người mà đã theo đạo lý rồi các bạn, là họ thông thường bám rất chắc vào đạo lý, cùng lắm là họ hạ xuống đạo đức thôi, chứ hiếm khi nào mà họ bước vào luật rừng lắm đó. Nên trong cái dòng chảy này này, tâm thức của người chủ ở đâu, nó quyết định các bạn xây dựng đội ngũ nó ở đấy. Tâm thức ở chúng ta giống như vô số các doanh nghiệp khác, mua bán mưu sinh, mua bán mưu sinh, thì chúng ta cái năng lực đào tạo chọn lọc nó không sâu được. Các bạn có đào tạo chọn lọc cũng đào tạo chọn lọc trên nền tảng kỹ năng kiếm tiền thôi, chứ tâm thức nó không phát triển. Nha, hệ giá trị, những cái triết lý sống chỉ nói miệng thôi, không thấm vào máu thịt của từng thành viên được. Mà nó không thấm vào thì đội ngũ nó không mạnh. Đội ngũ nó không mạnh thì sao? Thì may mắn nó không về. Cái chiều sâu của đạo lý nó quan trọng lắm, nó giúp chúng ta bền vững với nhau hàng chục năm ấy. Còn thiếu chiều sâu về đạo lý, cơ hội làm ăn hết, cái nó ra đám hết à. Nên nó còn cái hướng thứ hai là ở mấy ô màu xanh này, nó mạnh hơn, mạnh mẽ hơn, nó khó khăn hơn và nó nhất quán hơn. Đó là các bạn có những cái triết lý, hệ giá trị, tầm nhìn sứ mệnh rất là sâu sắc. Sâu sắc đến từ bên trong mình nha, chứ không phải sâu sắc là do chúng ta copy nha. Đến từ bên trong mình. Và từ đó các bạn hút được nhiều người trùng hệ giá trị về, hút được nhiều người tương thích với cái hệ giá trị đó về. Và các bạn phải đào tạo nâng tầm thật kỹ. Toàn bộ đào tạo nâng tầm, một phần nghiêng về kỹ năng công việc và một phần nghiêng về hệ giá trị sống. Hai cái này nó đi song song với nhau. Kỹ năng công việc, hệ giá trị sống, kỹ năng công việc, hệ giá trị sống, nó cứ đi song song với nhau.
nó bám rất sát cái triết lý sống của chúng ta. Thì đi vào cái hướng này gọi là đi hướng bền vững, thì may mắn nó sẽ đổ về đây rất nhiều. Còn các bạn đi vào cái ô màu vàng, tại sao tôi vẽ màu vàng, nó giống như đèn vàng ấy. Các bạn đi cũng được mà các bạn dừng cũng được, nó nửa nạc nửa mỡ. Hên thì các bạn thành công nha, còn xui thì các bạn bị tống vào trong tủ. Đó, nên đi vào cái hướng màu xanh. Cái triết lý nó chắc, hệ giá trị nó chắc, đào tạo cả tâm thức là triết lý, đến lẫn đến đào tạo nghề nghiệp. Thì hai cái này nó trộn lại nó mới đi bền vững được nha. Nên đúc kết cái slide này này, là 24 giờ mỗi ngày bao nhiêu phần trăm các bạn nghĩ về đạo lý, các bạn nghĩ về triết lý sống. Nếu một ngày các bạn dành ra được nửa tiếng, một tiếng nghĩ về đạo lý, nghĩ về triết lý sống đủ sâu, có học, có hiểu, có hành nó, thì sau vài năm doanh nghiệp của các bạn sẽ đi về cái hướng có triết lý. Còn nếu các bạn không bỏ thời gian cho nó thì tự động nó sẽ bước vào hành trình mua bán, mưu sinh, rồi đội ngũ nhân sự nó cứ yếu hoài.